Chào anh Vũ Khoan ha, chào anh em của mình trên diễn đàn. Tôi thì có thời gian cũng ngưng cái Facebook. Thứ nhất là do tụi nó chống phá, thứ hai nữa là cái tình hình anh em đồng đội chống bà sọc nó cũng bị lu u. Hôm nay trên cái diễn đàn này thấy hội tụ như là Ngọc Lan nè, cái cô giáo ở Lào Cai, anh Khoan đồ, tất cả anh em nè, vui. Lên đây nói chuyện tí. Thì ở trên diễn đàn có cái tụi phản động đó, ở nước ngoài, đặc biệt là Tân Thái. Hôm nay cái tụi chống phá trong nước nó đúng mình nè. Nó không có dám lên nhiều nữa. Nhưng mà nó không lên thì nó cũng đã bị giữ lại một số cái dữ liệu trong đó rồi. Để coi coi tình hình ở trong miền Nam tôi coi có một số tên. Ở đây cũng không có nói ra được. Coi coi nó có biết dừng lại chưa, nó dừng lại hay đỡ, nó không dừng lại thì nó sẽ đi theo cỡ Cẩm Thúy Cẩm Đồ, nó sẽ đi đi theo tụi đó nữa. Cái diễn đàn Hello Quảng Ngãi thì anh phát hiện lâu rồi, anh ở trong đó mà hôm nay anh nhờ cái đó mà anh lên nói chuyện nó được mấy ngày rồi, nó lóc anh với Trần Hậu Nam rồi hết rồi, lóc anh với cái gì chỗ cô Hoàng Lan đó, cái gì đó. Tiên gì? Cũng mừng mừng là bắt được cái đội bữa hổm mà anh với anh Cẩm Thúy có nói chuyện với nhau rồi đó, bữa anh đi đó, bữa anh đi đi ra tới Cẩm ngoài anh đi Thúy tới ngã ba Dầu Giây rồi đó. là cái con phản động cực đoan nhất. Em không nói chuyện được đấy à? Nhưng mà còn mấy bác là lúc trong chửi em thậm tệ. Nó kêu Sơn Con hẹn với anh mà, kêu Sơn Con hẹn anh để chơi với anh thì anh chấp nhận là ngoài nó đi mà. À, sư con đó giờ là nó giờ sao mà không, thằng đó nó cũng khôn, nó không dính tới nó, anh theo dõi nó kỹ lắm. Bây giờ nói với chỗ dắt sân bùi thế này nha, cái đất nước Việt Nam mình á có công nhận là đất nước nó từ ngày phát triển tới giờ đa số là phải nhờ vào nông nghiệp không, là nông nghiệp mà đất nước mình phát triển mạnh không. Nhưng mà bên cạnh đó là nhà nước chúng ta bây giờ đang đẩy mạnh cái công nghiệp hóa đất nước, tức là mỗi ngày một phát triển theo cái xu hướng của quốc tế, của thế giới. Nói Việt Nam làm không được cái gì thì trước mắt rồi, nói ở Mỹ ông ăn cái gì, bây giờ đồ Việt Nam ở châu Âu có, ở Mỹ có, từ hạt gạo ngon nhất thế giới bây giờ lại là gạo của Việt Nam nha. Tất cả các cái hàng nông sản thực phẩm ngày xưa chưa mở cửa thì mình ăn đồ Việt Nam nhưng mà nó mang mang cái nhãn mác của Thái Lan nha, nhờ qua Thái Lan nó xuất. Bây giờ là mình chính thức là nhãn hiệu của Việt Nam mình, và mỗi một cái nhãn hiệu nông sản, kể cả những gì con, kể cả những cái thủy sản, nông thủy sản đồ luôn, là in hình lá cờ Việt Nam ở trên đó luôn. Thì chính những cái người mà gọi là đấu tranh cho nhân dân Việt Nam, cho đất nước Việt Nam phát triển, lại là đi chống đối những cái siêu thị đó, đòi tẩy chay người ta vì mang lá cờ máu. Vậy thì những cái người đó đã nói với dắt sân bùi còn ngồi đây nghe, chỉ có muốn lật đổ cộng sản vì cái sự thù hằn, vì sự thua cuộc năm 75, chứ không hề có một cái ý tưởng gì giúp cho đất nước phát triển, không có một ý tưởng gì giúp cho dân ở trong nước được tự do hơn như kiểu mấy ông nói. Và tôi mấy năm trời ở trên cái đồng cái mạng mà theo dõi mấy ông phản động này, là mấy ông chỉ có nói bằng cái miệng và mấy ông xúi dạy người ta nhằm mục đích quấy phá, làm rối đất nước lên. Nhưng mà được có một cái là dân Việt Nam họ nhận thức quá rõ chuyện đó. Thời buổi này thì cố gắng làm ăn. Lớn thì làm ăn lớn, nhỏ thì làm ăn nhỏ. Cùng lắm là như mấy người thợ, mấy người cu li của tôi, mấy phụ hồ của tôi nè, ít nhất ngày cũng kiếm 250, làm thợ thì ngày được 300 mấy, 400 ngàn. Ở Việt Nam cỡ đó là sống được có dư rồi. Nhưng mà nếu mà nó để mua dành dụm, mà mua được một cái nền nhà hay là này nọ, xe cộ thì mua thì dễ rồi, thì như vậy thì hai vợ chồng phải cùng nhau làm, ngoài cái lương chính ra còn phải đi kiếm những cái gì để thu nhập thêm, thì dành dụm có 5 năm, 7 năm, 10 năm thì có thể mua được cái nền nhà với cái tầm của mình. Chứ cái nền nhà mà 5-3 tỷ đồ kiểu người ta thì khó, mà 200-300 triệu thì mua được, sống được.
sướng hơn ở Mỹ vô cái là nó gần như cái gì là cũng là của mình. Tới tháng thì nó chỉ đóng tiền điện, tiền nước thôi, chứ không phải mà đưa nguyên cái bill đó. Nó ở Mỹ chạy xe này xe nọ, ở nhà này nhà kia, bạn bè tôi ở Mỹ. Tới tháng nó đưa một cái hóa đơn ra đó mà đóng sạch tiền luôn, là một tháng ngàn mấy, 2.000, 3.000 bách. Còn ở Việt Nam bình quân khoảng 7 triệu, 8 triệu sống khỏe ra. 6 triệu thì sống hơi eo hẹp, ngày 200 ngàn thì hơi eo hẹp. Nhưng mà với cái chiều hướng phát triển kiểu này, các khu kinh tế, các cái khu công nghiệp nó mở ra thì thiếu việc làm, thiếu người làm. Bây giờ bắt đầu đã thiếu người làm. Mặc dù như vậy thì cũng còn một số cái người họ chưa có phù hợp với cái việc làm, cũng có một số người thất nghiệp. Rồi cái xu hướng nhìn là nhìn cái chung á, nhìn cái chung, cái phát triển chung á, nhìn cái lớn á, thì tốt lắm. Em cố gắng mình làm ăn là được. Ráng cố gắng đừng có gia vào những cái tệ nạn cờ bạc, số đuôi, số đề, về tệ nạn xã hội hút chích đồ. Nhưng mà cái đám dân chủ cuội ơi, dân chủ cuội nó không thích làm mà nó thích có tiền. Đấy, không phải tiền mồ hôi nước mắt mà thích ăn không ngồi rồi, có người cơm bưng nước đó, đi nhận 15 đô một lần đi biểu tình ấy. Đang diễn ra ở Hà Nội, con Trần Bình nó cầm đầu kìa. Như thế liệu có ổn không? Rồi đây tôi sẵn sàng trả lời tất cả những cái câu hỏi của cái những người mà gọi tôi gọi là phản động. Hỏi tôi sẽ trả lời được, với góc độ nhìn của người dân tôi sẽ trả lời cho mình xem. Còn mấy ông có ngon á, tôi nói ở đây không phải là tôi cổ xí cho mấy ông hành động, nhưng mà tôi nói để cho mấy ông thấy là mấy ông không có ngon. Mà mấy ông có ngon á, muốn gửi tình không, muốn xuống đường, một người một ngày 500 ngàn, có người đi xuống đường đó, nó đi vòng để lấy 500 ngàn đó, có đấy không phải không đâu. Không có dám làm được chuyện đó, không có dám bỏ đồng tiền không ha, cầm điện thoại lên đó rồi gọi là diễn đàn, tôi mất thỉ mấy ông đó. Mở phát trực tiếp giống tôi ăn nhậu rồi tôi phát trực tiếp vậy thôi, chứ cái gì đâu mà là diễn đàn, nói ai mà nghe. Vụ mà nhớ mấy cái vụ mà Tin Lành đời ra gì không, ở Tây Nguyên rồi không, nó phải đầu tư đó, nó bỏ tiền nhiều đó, nó mới là quậy được như vậy đó. Còn bây giờ mấy ông dùng cái điện thoại mở ra, như Tân Thái bên Đi Chương nữa đúng không, mở rồi đó ngồi đó, mà tôi rảnh tôi vô đó để tôi chơi với mấy ông cho vui vậy thôi, chứ không có cửa nữa. Đó, những người hành động như anh Cẩm Thí nó hành động đó, ở trong phía Nam này đó, như ông Dương Nhân Thả hành động đó, tôi cũng thấy là nó gan chứ không phải không gan đâu. Nhưng mà mục đích phía sau đó nó làm như vậy để được cái gì tôi cũng biết, mục đích là muốn cái gì tôi cũng biết. Nhưng mà không thể là không để cho nó muốn mà không được, chấp nhận nó muốn, cho nó muốn thì cho nó muốn, phải làm, phải bắt. Và khi mà đã bắt rồi á thì dân ở đó ta vỗ tay mới bắt, còn bắt mà để dân phản đối là không bắt. Nói gì á, chạy trời không khỏi nắng. Dạ anh, được cái gì, được bao nhiêu tiền, được hứa hẹn gì, chừng nào mới được đi Mỹ, mà đi Mỹ có được sung sướng hay không, hay là một cái cộng đồng chống cộng ở Mỹ là cộng đồng xô bồ xô bộn, qua đó đó rồi xem, rồi bị tụi nó dù dập ở đó đó, lúc đó còn càng hối hận. Việt Nam á, muốn tự do, muốn đa đảng á, như Mỹ á, thì cứ để từ từ đi. Từ từ đi, rồi 5 năm nữa, 10 năm nữa, 50 năm, 100 năm nữa, người dân họ cảm thấy cuộc sống như vậy là tốt, quốc hội cảm thấy như vậy là được. Thì tự nhiên, họ sẽ làm ra được như vậy. Còn bây giờ xuống đường biểu tình, thứ nhất là bỏ ngày việc làm, bỏ công an việc làm, một ngày mất mấy trăm ngàn. Thứ hai biểu tình mà ông Hòa, như Tân Thái nói, như Benny Trương nói, thì sáng đi chiều về, mỗi giờ thì về, đói bụng thì đi về ăn cơm, rồi cứ đi gì hoài thì sáng đi chiều về hoài, chịu nổi không? Còn bạo động, cướp bóc, đốt phá, như cái phong trào mà ở Mỹ hiện nay, không có đường sống, không bắt nóng được cũng bắt nguội.
chống chống nổi không? Lực lượng cảnh sát cơ động thôi chống không nổi, nhưng mà khi mà có nguy cơ rồi thì còn quân đội nằm ở đâu? Còn nếu mà người dân họ bức xúc á, người dân mà đứng về phía mà họ chấp nhận cuộc sống này á, mà mấy ông gọi là họ là bưng bô này nọ đó, họ đứng vậy họ đập mấy ông nữa thì mấy ông chạy đường nào? Như Thái Lan á, phe áo vàng áo xanh gì đó, hai ba phe đó, qua đây xuống được bao nhiêu, 1.000 người 2.000 người thì hô một cái ha, người ta tức lên đây, người ta 5-10.000 người người ta ra đó. Đập mấy ông đã chấp nhận vi phạm pháp luật đó, mấy ông chạy đâu. Thằng Trung Tâm Quyền Lực nó chửi anh em mình là ngu dốt bày đặt nói chuyện chính trị nè, có chính trị chính em gì đâu, chỉ nói chuyện chia sẻ thực tế trên diễn đàn cuộc sống người dân diễn hàng ra hàng ngày. Tôi có biết có làm việc cho nhà nước ngày nào đâu mà biết. Chính trị muốn được, muốn làm chính trị được á, là phải có trình độ ha. Rồi sau đó qua quá trình công tác á, người ta mới cho đi học, đi hành thế này, lý luận kia, đồ các cái. Những người đó là những người đang lo cho dân, họ mới làm được gì. Còn ở đây đi kiếm sống ngày hai bữa cơm đó, rồi tự mình làm giàu cho bản thân mình, cho gia đình mình thôi. Ha, chứ đâu có cần gì đâu mà biết gì đâu mà làm chính trị với chính em. Nhưng tôi nói nó là sự thật. Người dân họ hài lòng với cuộc sống này. Hạnh phúc thì tùy theo cái mức độ hài lòng của mỗi người. Nhưng mà đại đa số người dân Việt Nam họ hài lòng với cuộc sống này. Chính vì cái sự hài lòng đó cho nên họ không bao giờ có chuyện nổi dậy như các ông đang quan tưởng. Còn các ông thù hận á, cứ thù. Tại vì mấy ông nằm ở trên cái phía là ít nhiều cũng dính líu tới Việt Nam Cộng Hòa, dính líu tới những người thua cuộc, thì mấy ông chưa có cam tâm. Họ, tôi nói có cái người mà mấy ông đáng nhìn vào nhất là mà mấy ông cũng chửi người ta là Nguyễn Cao Kỳ. Đó là lãnh đạo của mấy ông đó. Mà ông còn sống. Ông dẫn về Việt Nam. Ông sống nữa bây giờ ông đầu tư cũng làm ăn rồi, mà ông chết đó, Cao Kỳ Duyên đó. Rồi những người nhiều người sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa họ vẫn còn ở trong nước, họ không đi Mỹ, họ cũng chấp nhận cuộc sống này, họ làm ăn, họ phát triển. Còn cũng như là Nguyễn Ngọc Lập rồi đó, những người đi Mỹ đó. Những mắt biển, mắt đảo đó thì mấy ông lên Bonsai TV đó mà xem. Những năm trước đó, bà con đó, kiều bào của mình ở khắp thế giới đi về, đi ra ngoài về. Vàng khoan, những cái nhà vàng DK1, những cái biển đảo của mình ở ngoài đó, những cái đồng chí của mình, hải quân của mình đang ngày đêm canh giữ biển đảo ngoài đó. Trường học ngoài đó cũng có, chùa chiền cũng có. Mình biết là Trung Quốc là nó vậy. Bộ chính trị cũng nói là cái mộng bành trướng của nó quá rõ ràng, nó đường làm nẻo quá rõ ràng. Nhưng cái xu hướng thế giới đang phát triển, đang làm ăn như thế này thì cố gắng phát triển và làm ăn, còn Hoàng Sa thì để đó. Bình Du Ngọc chào em. Hoàng Sa cứ để đó từ từ. Thời Việt Nam, thời Đảng Cộng sản này về á, là người ta giữ nhiều biển đảo hơn thời Việt Nam Cộng hòa nữa nha. Nhưng mà ở đây không có đổ thừa là ai làm mất, kể cả ở đây gạt ma nó cũng qua nó đánh nó lấy, nhưng mà Hoàng Sa nó cũng đánh nó lấy, không có đổ thừa cho ai hết. Biết thằng kia, cái thằng bành trướng kia, thằng Trung Quốc kia nó đang gây hấn, nó đang xâm lược, nó đang lấy biển đảo là có, của mình là có. Nhưng mà cho nằm trong cái thế trận như gì thì chỉ có ông Đảng Cộng sản này ông có đối sách, ông là tốt nhất. Đánh lợi không? Thứ nhất là không lợi. Thứ hai là khi đánh rồi thì tình hình thì kinh tế ở trong đất nước ổn định không? Hay là 30-40% những nhà đầu tư nước ngoài họ rút đi? Trong khi chiều hướng lại các nhà đầu tư nước ngoài lại muốn đầu tư vào Việt Nam, là mua đất nước yên ổn, dễ làm ăn. Thì như vậy cuối cùng mục đích của mấy ông là gì? Mục đích của mấy ông là muốn cho nền kinh tế Việt Nam sụp đổ vì chiến tranh với Trung Quốc. Có đúng như không nè? Có muốn lật đổ cộng sản á, tôi nói với ông ở trên đây nè, có mấy người nè, có mấy người ở bên phe Ba Sọc nè. Muốn lật đổ được cộng sản, điều đầu tiên là đừng nên xúc phạm tới lãnh tụ. Ở đây tôi nói là Bác Hồ. Cái thứ hai nữa là đừng nên động tới người dân, đừng chửi người dân trong nước là ngu, là thờ ơ thế này thế nọ. Không, càng làm gì thì càng mất lòng dân. Chính tôi là người dân. Tôi lên tôi nghe họ bực mình. Nhưng tân thoái cho anh là đảng cộng sản. Mấy ông thứ nhất có ngon thì về đây.
thành lập những cái tổ chức rồi đấu, rồi chừng nào bắt an ninh nó công an nó bắt được không được thì tính sao. Rất là ngon. Thứ hai là gửi tiền về để cho những người trong nước, ngon đó. Thì bây giờ gửi tiền đó, của Kinh là cũng có gửi tiền vậy đó, người ta hành động chứ, người ta cầm điện thoại là người ta lại chiêu như mấy ông làm cái gì vậy. Trời không có nắng, cố gắng làm ăn đi, đừng có hòng lật đổ. Nhưng mà muốn trong sạch cái bộ máy nhà nước này, mấy ông cũng nên về đây, mấy ông mở ra công ty, mấy ông làm ăn đi. Rồi xong mấy ông mới nắm được cái lạch, cái thằng nào là thằng tham ô, thằng nào thằng nhũng nhiễu, mấy ông phơi bài nó ra, để cho chính quyền, để cho đảng xử nó, công an xử nó. Ha. Chức lớn, chức nhỏ gì ta cho mày bộ trưởng, bộ gì hay là thứ trưởng, thứ gì đó, phạm pháp là nhất định phải trừng trị. Không có từ một ai hết. Không á, ví dụ như cơ quan an ninh, cơ quan điều tra của Việt Nam mà không đưa những vụ án tham ô tham nhũng lớn ra, mấy ông biết được không? Đưa ra thì mấy ông dựa cho nó, mấy ông khoét. Không có ông nào, ông ba sọc nào mà đi phát hiện ra được một cái vụ tham ô nào hết. Người ta đưa ta xét xử, người ta đưa ra, người ta trừng trị, kể cả những người đã có công với cách mạng, những người có chức có quyền luôn, đem ra xử để minh bạch, làm trong sạch bộ máy. Thì mấy ông dựa vô đó mấy ông khoét. Cái xử rồi thì không, nó lại bảo là thanh trừng nội bộ, khổ lắm, bọn nó xuyên tạc thanh trừng nội bộ, đấu đá lẫn nhau. Đá cái gì? Ở Việt Nam á, nó không có phải như mấy ông ở bên Mỹ, mấy ông mà tranh giành với nhau quyền lực đâu. À, đảng viên á, thì nó cũng có ba ban đảng, tôi biết, có ban tổ chức, có ban kiểm tra, có ban tuyên huấn. Đó, ba cái ban đó đó, em kiểm tra vào, họ không biết đường lối chính sách thì có ban tuyên huấn. Nói chung nó cũng chằng chéo với nhau lắm, nhưng mà nó tóm lại là Việt Nam là độc đảng là có, nhưng mà tôi nói là trên tinh thần là tập thể lãnh đạo, chứ không phải như đa đảng mà độc quyền lãnh đạo một người như là mà, như là ở nước tự do, mấy ông coi không có cái gì. Tôi nói nó không đánh thì răng không có ông Saddam Hussein đó, nó là Liên Hợp Quốc không đánh ra tối hậu thư là đánh. Ở Việt Nam phải thông qua quốc hội, quốc hội là cơ quan quyền lực cao nhất. Ở Tân Thái, nói về vấn đề này em hỏi anh chút. Vừa mới có một cái luồng thăm dò ý kiến dư luận hỏi bà rằng là bây giờ nếu mà Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trong cái kỳ tới, đại hội tới đảm bảo có muốn để cho Tổng Bí thư Chủ tịch nước vẫn làm Tổng Bí thư và Chủ tịch nước nữa hay không? Em ủng hộ đó, em đồng ý đó. Còn ý kiến của anh thế nào? Nói chung á, khi mà lên làm Tổng Bí thư Chủ tịch nước thì cái quá trình đó ở Bộ Chính trị người ta lựa chọn người tối ưu nhất trong các người tối ưu để lên lãnh đạo đất nước nha. Và anh á, góc độ người dân anh cũng thấy á, nó giống như nó tùy theo cái thời kỳ phát triển của đất nước, thành ra là nó, mình không hiểu là nó có một cái cơ chế hay không nha. Như thủ tướng rồi cái đó thì có khi là người miền Nam lúc này, thì ví dụ như thời ông Nguyễn Tấn Dũng đó, rõ ràng là đưa ông Nguyễn Tấn Dũng lên thì cái miền Nam nó phát triển cực kỳ phát triển. Ví dụ như đây, nói ví dụ một cái vụ thôi, thì như vậy đó, thì có một cái sự lựa chọn rất là kỹ, người tài nhất trong các người tài. Quá trình mà bắt Trọng làm bí thư, bắt Trọng đã làm rất là tốt về mặt đảng, và bắt Trọng là đốt một cái lò rất là vừa ý dân, rất là vừa lòng dân. Và sau đó thì tới thêm cái chuyện mà chủ tịch nước cái đó, ok, cái đó là lòng dân hết. Nhưng mà theo anh thì nếu như bắt Trọng còn đủ sức khỏe để lãnh đạo, để chèo lái cái con thuyền đất nước Việt Nam mình đi lên thì tốt. Em cũng mong muốn như vậy. Nhưng nếu như bắt Trọng không đủ sức khỏe thì anh cũng bảo đảm rằng
Quốc hội và Bộ Chính trị họ cũng chọn ra được đủ người tài đấy, chọn ra được người tài chứ không bao giờ mà giống như là đưa lên một người lên mà không vừa lòng dân, bởi vì họ là người tài thật, đưa lên là phải vừa lòng dân. Nhưng mà cái đó người mà được đưa lên đó là cũng ý của mình đây nè, đại biểu quốc hội là người mình bầu lên, là người cái người đó là cái người mà thay thế cho mình. Ở bên Mỹ nó gọi là đại cử tri gì đó. Nó giống vậy đó. Cho nên ý anh là vậy, ý anh nếu được bác Trọng có còn sức khỏe được thì tốt, còn không được thì anh cũng không có bi quan gì hết, rất là yên tâm khi mà Bộ Chính trị chọn người tốt, chọn người tài. Em cũng đồng ý với ý kiến của anh. Đấy, nhiều người cũng mong muốn như vậy. Còn đám ba que ba sọc ấy thì nó lợi dụng vào cái vấn đề chuẩn bị bầu cử hội đồng nhân dân các cấp này, nó lại tiếp tục kêu gọi ủng hộ vào một số ra ứng cử vào đại biểu quốc hội. Trời ơi, những cái thằng nào á, tôi nói em à, những cái thằng nào mà mấy thằng ba sọc mà nó muốn đưa lên để ứng cử ha, đại biểu quốc hội hoặc hội đồng dân ha, nó rớt ở dòng giữ xe. Như Nguyễn Quang A thì hạn luôn. Nguyễn Quang A con gì? Đủ tư cách nói bây chuyện không đủ tư cách đâu. Nguyễn Trọng Hùng CH TV. Còn ông Khánh thì đó, lên đó hả? Khánh thì lên đó để là ứng cử này nọ, cuối cùng là gì, đưa số tài khoản ra để vận động gửi tiền vô ha, anh vô anh nói chuyện cái đầu chặn anh rồi. Nhưng mà cái diễn đàn của ông Khánh thì không có mấy cái thằng như anh, như kiểu như anh nói với em, không có những cái thằng đó ở trong đó nhiều nên anh cũng không theo. Rồi làm gì, bán rượu thánh thần ơi, rượu gì minh mạng minh gì đó, nói dòng do hồi cuối cùng nó làm gì, quyên tiền bán rượu trên đó. Tân Thái làm dòng do cuối cùng gì, mở ra YouTube để kiếm tiền, kêu người ta vô đăng ký. Ngày hôm qua có ông Việt Kiều ở Mỹ ông lên, không cho ông lên, nó kêu ông đả đảo cộng sản, không đả đảo, không có hay đó. Cuối cùng đá lên đá xuống mấy lần. Còn Diễn Du nè, nếu còn ngồi trên đây nghe nè, đây tôi nè, cái mặt tôi nè, Trần Hòa Bình nè, Facebook của tôi ông coi rồi đó đúng không? À ông ngon lên đây ông nói chuyện với tôi, đừng có bình luận với tôi trong những cái comment mà của em Dương Di này. À, ông bình luận ở trong đó, ông chửi tôi nát tan chứ. Tôi nói gì đó, nè ông lên đây nè ông nói chuyện với tôi. Tôi kêu ông kết bạn Messenger với tôi đi, rồi ông nói chuyện với tôi. Mấy ông đừng có thù hằn mà chế độ này, rồi mấy ông đem ra mấy ông làm tầm bậy tầm bạ, mấy ông thù mấy ông ngon đó, đến ngay cái đồn công an, đến ngay thành ủy mấy ông chơi, mấy ông không bằng cộng long của mấy thằng IS. Biết là tại sao không? Tại vì đó là mấy không có lý tưởng, tại cộng sản là tốt chứ không phải là xấu như mấy ông nghĩ. Xấu mấy ông nghĩ mấy ông cũng chơi rồi, đàn áp dân này nọ hả, kiểu như mấy ông nói là dân nó đứng chơi banh chành hết cho mấy ông coi. Dân Việt Nam, người dân Việt Nam đâu có thể hiền đúng không anh? Người dân Việt Nam không hiền, nếu mà đảng tốt không ưu việt thì người dân Việt Nam không bao giờ nghe và cũng không bao giờ có được cái một cuộc sống như vậy, đất nước sẽ trở nên bạo loạn ngay. Tôi nói mấy ông á, ở Nghệ An á, nè ở anh đến cho nên nè, mấy ông á ở Nghệ An nó mua súng, nó mua vũ khí, nó đi buôn ấp phiện, nó buôn hàng trắng, công an nó bắn là bình thường. Dân Việt Nam một khi nó chấp nhận phạm pháp rồi là gì, cộng thấy có thằng nào mà nó đi làm chuyện đó để nó chống lại cộng sản này không, nó đả đảo cộng sản này, nó đánh bom liều chết rồi là như IS rồi không? Không có. Cái điều đó là cái gì, chứng minh là cái gì, cộng sản này người ta lãnh đạo tốt, chính quyền người ta làm tốt cho dân. Mặc dù vậy không phải là người ta nấu cơm bới cho sẵn cho ông ăn đâu, không phải làm ăn thôi, đất nước nào cũng vậy, không phải làm mà sống. Có cái đầu mình nữa, cái đầu mình là đầu làm chủ đấy, thì tiền nhiều hơn, đầu mình đầu làm mướn thì tiền mình ít hơn, nhưng mà cuộc sống vẫn sống bình thường. Còn tôi lên đây tôi những cái bình luận, những cái gì cho ông chỗ ông Diễn Du,
Tôi nói tôi ở Long Xuyên nè, đất Long Xuyên nè, ông rảnh ông về đem ghé tôi. Bây giờ tôi không biết ông đâu, tôi hỏi ông bao nhiêu lần, mà thường là hỏi tụi ông thì ông nói là ở là Lăng Ba Đình. Ông mất dạy, gan không, có lá gan không? Bọn nó toàn núp lùm thôi, có dám phơi mặt ra như anh em mình đâu. Tại sao tôi dám nó lên những cái diễn đàn thân thái mà tôi nói chuyện, hay là những diễn đàn phản động tôi nói chuyện, xong rồi mấy ông chặn tôi, mấy ông lóc tôi, ông đừng, mấy ông ngon thì ngồi nói chuyện với tôi đi, rồi xong á tôi sẽ đi cầm cái điện thoại tôi ra ngoài đường, tôi quay những hình ảnh thực tế cho mấy ông xem. Ô nhiễm là có ô nhiễm chứ không phải không, tôi sẽ quay những hình ảnh đó cho ông coi như nó ở mức độ nào, và người ta có làm, người ta cố gắng, người ta đi làm đừng cho ô nhiễm môi trường nó hay không, chính quyền có lo hay không, rồi ý thức của người dân ra sao nữa. Đồ độc có đồ độc luôn đó. Nhưng mà coi coi phải là người đảng, đằng đảng cộng sản hay là Trung Quốc cố tình làm độc giết dân hay không, hay là hàng ngày ta phải đấu tranh quản lý thị trường, ta phải đi kiểm tra từng ngày quản lý chợ, ta phải đi kiểm tra những người bán hàng có bán đồ vậy có đúng hay không, có ướp hàng the, có thế này thế nọ hay không, đăng ta xử lý. Thì có hay chăng thì mấy ông tự nghĩ, bản thân những người dân họ muốn lời nhiều, họ hám lời, họ không nghĩ tới cái chuyện đó, họ mới làm vậy. Mà nếu mấy ông dám về trong nước mấy ông đầu tư làm ăn thì mấy ông là những người làm rất là tốt cái chuyện đó, chống lại đồ độc, chống lại tham ô tham nhũng. Mấy ông cứ cầm điện thoại đi quay đi coi công an giao thông nào nó mãi lộ nó lấy tiền, mấy ông đi tố cáo nó, như vậy đó mới là hành động đó, mà vì dân vì nước. Còn hành động lật đổ biểu tình gì làm được cái gì, đúng là Phạm Tuấn, Phạm Tuấn ông chấp nó nói chuyện chơi cho vui, với lỗi nó là gì, hình thức của nó là vậy, thứ nhất là kiếm tiền, thứ hai là thù hằn, cuối cùng mấy cái đó cộng lại là hại những người nhẹ dạ trong nước, hại rất là nhiều rồi đó, không ít đâu. Tôi là dân miền Tây, là An Giang, tôi là hại là trước mắt là ông Dương Văn Thả, gia đình tan nát hết lên. Bây giờ bữa nào ảnh tôi lên tôi chụp cái hình ở nhà cho đi diễn đàn coi, một không có người sửa, không còn ai ở, bà vợ ở nhà đau lên đau xuống không có tiền chữa bệnh, ổng đi ở tù, con trai ở tù, hai thằng con nhỏ gái thì với thằng rể thì đi qua bên Thái Lan, bà ảnh không biết giờ đi tới đâu rồi nữa, không ai dùm nó tới hết.